Lễ ký biên bản kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về kinh tế và thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch phân ban Việt Nam và Bộ trưởng Lao động và An sinh xã hội ngài Mehmet Muazzezoglu, Chủ tịch phân ban Thổ Nhĩ Kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội. Tại phiên họp toàn thể, hai bên đã trao đổi các thông tin liên quan về tình hình phát triển kinh tế tại mỗi nước và thảo luận thống nhất một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ phát triển tốt đẹp. Hai bên đã ký kết hiệp định vận chuyển hàng không, hiệp định vận tải biển, hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế thế giới tác động tiêu cực, trao đổi thương mại song phương đã khôi phục đà tăng trưởng. Một số lĩnh vực hợp tác cũng đã bắt đầu có nhiều khởi sắc như là thống kê, khoa học và công nghệ, lao động, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch, y tế, tài nguyên và môi trường. Kết thúc kỳ họp, hai bộ trưởng đã ký biên bản kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về kinh tế thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.